Chương 2. Nhận biết về sự đổi khác của Việt Nam. Trong suốt gần 2 năm trải nghiệm lại Việt Nam sau hành trình ở Canada, mình tự tạo cho bản thân cơ hội khám phá lại quê hương Huế cũng như khám phá du lịch khắp Việt Nam một cách sâu sắc hơn. Cách khám phá bây giờ mình thường áp dụng nhất là khám phá từ trong ra ngoài, từ quê hương thành phố Huế đến các thành phố khác. Lần đầu tiên trong đời là người con Huế, từ một mình lái xe máy phượt toàn bộ các con đường từ thành phố Huế đến hết 8 huyện, thị xã của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đặc biệt, việc lái xe lên các huyện miền núi như A Lưới, Nam Đông với những cung đường uốn lượn, ngoằn ngoèo, nhiều dốc đứng khiến mình khá bất an. Vì vậy, mình đã từng dùng thời gian du lịch cùng gia đình để khám phá những địa điểm này. Trong những lúc tự mình đi phượt quanh quê hương, mình đã một lần lạc đường phải đương đầu với mưa to rả rích, nên mình dừng lại để dụi mắt, lau mặt trước khi tiếp tục hành trình. Đôi khi mình đi qua những con đường vắng vẻ, hai bên là núi rừng và nghĩa địa, tạo nên những trải nghiệm hơi rùng rợn mà cũng mới lạ. Với những chuyến đi tự do như vậy, mình chỉ hứng lên rồi đi, không có kế hoạch chi tiết, chỉ việc đi đến những địa điểm đến mà mình muốn thăm lại sau 3 năm sống ở nước ngoài. Mỗi khi đến mỗi vùng khác nhau của Huế, mình luôn học được một bài học mới. Dù mọi người cùng nói tiếng Huế, nhưng không phải văn hóa hoạt động xã hội trong mỗi huyện xã đều giống nhau 100%. Ví dụ mùa hè, các xã gần biển tổ chức chơi bóng chuyền bãi biển, trong khi các xã gần đầm phá sẽ tổ chức các điểm trải nghiệm câu cá ngắm bình minh, hoàng hôn trên phá. Địa điểm xuống hương tại trung tâm thành phố lại có các hoạt động chèo thuyền SUP, trải nghiệm đi thuyền rồng nghe cá Huế, cùng với các hoạt động bơi lội hai bên bờ sông Hương. Mình ngắm, Huế là một thành phố nhỏ bé, nhưng cách sống, văn hóa hoạt động vẫn khác nhau trong mỗi khu vực. Huống gì khi ra khỏi Huế, khám phá cả một đất nước Việt Nam hoặc ra nước ngoài. Bằng cách cứ đi, trải nghiệm, khám phá sâu, dần dần mình không còn lăn tăn về việc tại sao mọi người thường so sánh nhau, hoặc luôn có sự mâu thuẫn trong các nền văn hóa, vùng miền cũng như giữa các thế hệ. Mình nhận ra rõ ràng hơn bản chất của con người là so sánh, là hơn thua, là cạnh tranh, là luôn thấy những gì thuộc về mình tốt hơn những thứ của người khác. Thế là mình biết cách chấp nhận những thứ vốn gì nó vậy, nên bớt khó chịu với những cách sống hay văn hóa không hợp cá tính của mình. Từ đó mình hiểu rằng mỗi nền văn hóa khu vực đều có những đặc điểm giá trị riêng. Việc hiểu và tôn trọng sự đa dạng này là cách để xây dựng một thế giới hòa bình, đoàn kết. Ngoài việc đi phượt quanh Huế, mình đi qua các thành phố láng giềng như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, cũng tự xách ba lô lên và đi, không kế hoạch chi tiết, chỉ là tự đi, tự khám phá, quan sát, lắng nghe, trải nghiệm và suy ngẫm. Vào giữa năm 2021, khi dịch Covid-19 mới bắt đầu giảm nhẹ, việc đi lại trở nên thuận lợi hơn, mình nghĩ rằng các tuyến xe buýt ở Đà Nẵng, Hội An sẽ hoạt động trơn tru. Nào ngờ, thực tế là không có xe buýt đến các địa điểm mà mình muốn đến, rốt cuộc mình phải sử dụng dịch vụ Grab để đi du lịch. Thêm vào đó, khách sạn tại Hội An mà mình lưu trú cũng bị mất điện vào ban đêm. Đó là lần đầu tiên toàn bộ phố cổ Hội An bị như thế, và cũng là lần đầu tiên mình trải nghiệm việc ở trong một khách sạn ngay tại trung tâm phố cổ trong bóng tối như vậy. Mình vừa sợ vừa nghĩ đi du lịch mà oải oăm vậy, chắc do ông trời muốn thử thách cảm xúc và sự kiên nhẫn của mình. Thế là mình đành chiều qua đêm, không đèn, không điều hòa, ngủ tiếp đến ngày mai. Cùng trong năm 2021, mình và ba mẹ đã có chuyến đi đến Phú Quốc. Mình đặt ngay chuyến bay đầu tiên khi Việt Nam Airlines mở đường bay thẳng giữa Huế và Phú Quốc. Lúc đó, mọi người đều nói rằng đặt chuyến bay đầu tiên sẽ có nhiều rủi ro vì chưa ai đi trước, chưa ai chia sẻ kinh nghiệm. Mình là suy nghĩ hướng ngược lại. Vì chưa ai đi nên mình càng muốn thử đi trước để tìm hiểu. Ba mẹ mình cũng chưa từng biết đến Phú Quốc, lần này mình tranh thủ dẫn ông bà khám phá đảo Ngọc này khi có cơ hội trong thời gian mình ở Việt Nam. Vậy là kế hoạch đặt vé đi Phú Quốc 3 ngày 2 đêm trong vòng một nốt nhạc. Khi đến Phú Quốc, mình cảm giác mọi thứ ở đây mang nét vừa hiện đại vừa hoang sơ. Đi uống cà phê trên núi cảm giác như mình đang ở Đà Lạt. Khi ghé thăm các bảo tàng trưng bày ngọc trai, mình cảm nhận được sự xa xỉ trong từng món trang sức, túi xách, mỹ phẩm được làm từ ngọc trai. Ẩm thực Phú Quốc thì đa dạng với vô vàn món ăn biển đảo, đồng bằng và cả miền núi. Đặc biệt, món bún quay gồm các loại hải sản sống được quyết thanh chả như chả tôm, chả cá. Khi chan nước leo nóng lên, chả sẽ dần chín và vẫn giữ được hương vị tươi ngọt. Điều đặc biệt là khi ăn, mình được tự lựa chọn gia vị, tự phục vụ món ăn theo cách tương tự những trải nghiệm của mình ở Canada, chỉ khác nhau ở các nhà hàng vận hành. Liên quan đến ẩm thực, mình nhớ có lần ăn sáng tại quán bánh cánh gà thì bỗng dưng có một anh khách Tây đến mời mình mua
mua bán. Lúc đó mình cực kỳ ngạc nhiên, thầm nghĩ, ủa, dạo này ở Việt Nam có người Tây đi bán hàng dạo như vậy à? Với tính tò mò về những điều xảy ra xung quanh, mình bắt đầu suy nghĩ về việc tại sao COVID-19 có thể ảnh hưởng nặng nề đến mức ngay cả người nước ngoài sống tại Phú Quốc cũng không tránh khỏi. Đặc biệt là những người làm việc trong ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn phải làm mọi việc để duy trì cuộc sống của họ ở Việt Nam. Điều này quả là một sự kiện lạ, vì từ trước đến nay, trong tâm tư của mình luôn nghĩ rằng người nước ngoài trở đến Việt Nam chỉ để làm việc trong các công ty đa quốc gia, hưởng thụ và du lịch, chứ lý do gì lại phải bán hàng rẻ dạo trong khi giá trị đồng tiền của họ nhiều gấp mấy lần so với Việt Nam đồng. Một lần nữa, mình lại cảm nhận COVID-19 đã thay đổi rất nhiều thế giới quan bên trong và cách nhìn của mình về mọi thứ xung quanh. Phải chăng đây cũng là lý do COVID-19 xuất hiện để thử thách mọi người từ suy ngẫm về bản thân, xã hội để tỉnh thức hơn về những gì chúng ta đang làm. Chẳng hạn qua COVID-19, mọi người sẽ hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay, diệt khuẩn, duy trì một lối sống, ăn uống lành mạnh, cũng như chú trọng đến sức khỏe tinh thần. Hơn nữa, các công ty tổ chức cũng sẽ chuyển từ mô hình hoạt động trực tiếp sang mô hình trực tuyến. Tất cả những điều này được xem như là những thay đổi tích cực mà COVID-19 đã mang lại cho chúng ta để chúng ta có thể phát triển và thích nghi với thế giới mới. Nghĩ đến đây, mình tự thấy may mắn vì chưa từng có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính và không hề ốm đau trong trận đại dịch vừa rồi. Quay trở lại trải nghiệm của mình tại Phú Quốc, trên đường đi cùng ba mẹ ra biển ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Phú Quốc có tên Sunset Sanato Beach Club. Mình đi ngang qua cả khu nhà tạm làm bằng tôn thép như cả vùng núi hẻo lạnh ở Lao Bảo, Quảng Trị, rồi ngang qua cả công trình thi công đang được xây dựng, bao gồm các tổ hợp khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng theo kiến trúc như ở châu Âu. Sau đó, mình đến cảng An Thới, tận hưởng sự hoành tráng của cáp treo Hoàng Thơm qua toàn bộ quần đảo dài gần 8 km, là tuyến cáp treo dài nhất thế giới, khiến mình ngợp đến chóng mặt, rồi chiêm ngưỡng những công trình đồ sộ của tập đoàn Vin trên phố cổ châu Âu Trung Cổ. Giữa đảo Ngọc Phú Quốc, mình cảm nhận sự khác biệt rõ rệt và cảm nhận luôn cả cách làm du lịch và kiến trúc so với 5 năm trước. Mình vui cho sự đổi mới đó và nhận ra sự phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, dường như sau khi đã trực tiếp chứng kiến những công trình về kiến trúc châu Âu ở Canada hàng trăm năm, mình không còn hứng thú nhiều với những công trình xây dựng tương tự ở Việt Nam. Mình thấy nó đẹp, sắc màu rực rỡ và nổi bật, nhưng cảm giác của mình lại không đã, không hoàn toàn thỏa mãn. Những gì mình thấy ở Phú Quốc chỉ làm tăng sự khao khát ước mơ được trải nghiệm thực tế như những công trình tương tự này ngay tại chính đất nước sinh ra nó. Giống như xem một bộ phim mà thích quá, mình được gì được đặt chân lên xứ sở đó, được gặp gỡ nhân vật chính trong cuộc sống thực. Đến mùa hè năm 2022, mình có một chuyến du lịch đến Bắc Tiến cùng ba mẹ và gia đình em gái với kế hoạch không quá chi tiết, chỉ việc đáp tại sân bay Hà Nội, ở lại Hà Nội trước, chuẩn bị đủ tiền chi tiêu cho cả hành trình kéo dài một tuần. Còn việc đi đâu, làm gì cụ thể, ban tổ chức của mình và em gái sẽ quyết định khi đến mỗi tỉnh thành. Chuyến đi đến 5 tỉnh lân cận Hà Nội, trong đó có tham quan những công trình của chùa chiền to lớn, đường bề rùng đến mức choạng ngợp như Bãi Đỉnh Ninh Bình và Tam Chúc Hà Nam. Những nơi này thực sự to lớn và ấn tượng. Mình không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc khi tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp hoành tráng của sông núi hùng vĩ cùng với những chiếc thuyền mái chèo lướt qua những con sông tạo nên một bức tranh thủy mặc tuyệt vời. Bên cạnh đó, có một số thay đổi hiện đại hơn như dịch vụ xe điện đưa đón tận nơi và cung cấp trà bánh, trái cây ngay trên thuyền trong lúc nghe hướng những viên dẫn chuyện. Đúng là một diện mạo du lịch khác hẳn vài năm về trước. Để du lịch Vịnh Hạ Long, một trong những kỳ quan thế giới, là một lần nữa mình được chứng kiến vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ giữa lòng miền Bắc. Tuy nhiên, du lịch Hạ Long có điểm lạ là đi taxi không hiển thị số km, nên dù đi gần hay xa cứ chuẩn bị tinh thần bị tính giá cao. Đồng thời, ẩm thực nhà hàng thì có nơi bảng giá rõ ràng, có nơi không ghi bảng giá cụ thể. Nhìn nhận điều này, mình bắt đầu suy ngẫm liệu du lịch có thể bền vững để một thành phố du lịch nổi tiếng như Hạ Long lại để lại ấn tượng không tốt cho du khách vì thiếu sự rõ ràng, minh bạch trong dịch vụ. Đều nói gì thì nói, du lịch Hạ Long vẫn mang đến cho mình cảnh quan tuyệt vời, mãn nhãn như cảm giác lạc vào những bộ phim truyền thuyết cổ xưa của Việt Nam.
Tuy là vậy, không hiểu sao bây giờ mình quan sát lại cảm xúc khi nhìn ngắm vẻ đẹp này. Mình không còn cảm giác vỡ òa như trước nữa bởi những cảnh này tương tự những cảnh mình đã từng trải qua cách đây 5 năm tại Tràng An, Ninh Bình. Điều đó làm mình ngẫm ra rằng khi đi du lịch thích hợp lúc 7 giờ là đi cùng ai, tạo ra ý nghĩa gì, đặc biệt là đi cùng gia đình, người thân, bạn bè của mình để tạo những kỷ niệm cùng nhau, chứ không nhất thiết phải khám phá thêm quá nhiều vùng đất mới. Thực sự khi thấu hiểu sâu sắc hơn về quê hương hoặc cảm nhận được sự thoải mái khi ở gần gia đình, mình tự hỏi làm sao có thể rời nơi đây để tiếp tục đi xa được. Thật lòng mình không muốn đến bất cứ nơi nào khác, chỉ muốn ở lại Việt Nam. Tuy nhiên có một chữ nhân nổi lên trong tâm trí. Mình cảm giác có một sợi dây vô hình nào đó gò bó sự phát triển bản thân nếu chọn sự an toàn và thoải mái. Mình sợ chán bản thân, chán cuộc sống không có gì mới mẻ mỗi ngày cho mình làm mới bản thân. Sự khao khát khám phá những chân trời mới, những khía cạnh mới của cuộc sống để có một cuộc sống chất lượng như ý, trải nghiệm phong phú vẫn còn đang rào rực trong mình.